trong một niệm vãng sanh Một niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu Trong tâm vẫn là một câu Phật hiệu Không có ý niệm nào khác quý vị sẽ vãng sanh Trong một niệm cuối cùng quý vị nghĩ tới chuyện khác Sẽ trở lại lục đạo Không thể vãng sanh Chân tướng sự thật này hết sức trọng yếu Khi quý vị chẳng hiểu rõ ràng sẽ thường là luống uổng một đời này nhất định phải hiểu rõ ràng niệm phật trong lúc bình thường là gì thường ngày giống như luyện binh một niệm lâm chung là giao chiến do vậy có rất nhiều người bình thường niệm phật rất khá niệm cả đời như khi lâm chung không xong vì còn vướng mắt chưa buông xuống được tôi đã thấy rồi lúc tôi mới xuất gia tại chùa lâm tế thuộc viên sơn đài bắc có một lão cư sĩ lớn tuổi hơn tôi học phật lâu hơn tôi trong chùa ấy có hội niệm phật cụ làm duy na hướng dẫn đại chúng niệm phật tới cuối cùng cụ chẳng vãng sanh khi lâm chung mọi người trở niệm cho cụ cụ bảo mọi người các ngươi đừng niệm phật tiễn ta ta không thích lại luân hồi cho đến lúc ấy không thể làm chủ chính mình tập khí vô minh phiền não quá nặng cũng là như chúng tôi hay nói là không buông xuống được Vì thế buông xuống là phải buông xuống trong hiện tại Chứ nên đợi đến ngày mai hay năm sau Nếu không sẽ phiền phức lớn Chúng tôi bình thường rất tôn kính vị lão cư sĩ ấy Niệm Phật rất giỏi Quý vị thấy cụ có thể làm duy na hướng dẫn đại chúng Nhưng một chiêu cuối cùng cụ làm không được Chẳng thật sự buông xuống